Xin chào cả nhà, xin chào các bác, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Gi đồng hồ. Ở trong video ngày hôm nay thì em Gi đồng hồ có về được ở trên đây một dòng sản phẩm của Seiko anh em nhé. Chiếc này thì em về được theo uh, uh, em mua ở bên Nhật về uh, với một cái điều giá rất là ngon cho anh em trong tầm tiền và em về được ở đợi trên đây đó là tình trạng hàng nước anh em nhé. Nó là hàng trưng bày, hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Thì anh em chú nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm uh, Seiko này thì có thể là liên hệ sớm qua Zalo của em Gi là 0347 điện 808 219 để có thể liên hệ đặt hàng hoặc là chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp qua hotline số máy này luôn để đặt hàng anh em nhé trước này em về được đó là tình trạng hàng uh, trưng bày nên là về cái siêu ấy, nó vẫn còn nguyên và bật mí cho anh em một chút thì chiếc này nó là một cái phiên bản là uh, xe uh, cocktail rất đẹp đó, em sang từ bên Nhật về với một cái điều giá ngon cho anh em uh, để chơi trong cái dịp Tết Nguyên đán hay là anh em muốn đi uh, đeo chiếc này đi cho uh, du nịch dã ngoại hay là dự hội dự tiệc thì chiếc này nó vẫn ok anh em nhé trẻ và đẹp và cực kỳ là dễ đeo em sẽ mở hộp và review chi tiết qua cho anh em về cái dòng sản phẩm này đây anh em xem qua nhé chiếc này là dòng Seiko Precious Cocktail à, đặc điểm của cái dòng cocktail này thì nó sẽ có những cái đường vân chảy tia ở trên cái phần mặt rất đẹp cho chúng ta và chiếc này thì nếu như mà anh em nào mà muốn nó đẹp hơn nữa sang trọng và lịch sự hơn nữa thì anh em có thể là thay cho nó thêm một bộ dây da ngoài đó thay một bộ dây da thì À, trước này anh em có thể thay một cái dây da thiết kế nó màu nâu hoặc là màu đen gì đó, đó Nhìn nó sẽ đẹp hơn đó, Còn à, em về được nguyên zin nguyên bản thì nó sẽ là một phiên bản à, dây kim loại như thế này đó, Dây kim đoạn Trước này thì nó sẽ có mã, ở đây em có là ssa 341 g 1 anh em nhé Trước này thì nó là hàng nội địa nhật đó, Hàng nội địa nhật em về được sun sale cho anh em một cái mức giá rất là ngon à, Em sẽ đo qua cho anh em về cái phần sai mặt của chiếc này Size của chiếc này thì nó cũng là size 40 thôi, rất là dễ đeo và độ dày của chiếc này là 14.5 Cùng với đó là cái phần càng, đó, phần càng của chiếc này thì nó rơi vào là 47 Thì đối với chiếc này anh em có chú nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm size 40.5 thì những anh em cổ tay nhỏ Khoảng độ tầm 15 thì anh em đeo trên tay chiếc này cũng rất là ok này 15 đổ nên nhé, 15 đổ nên này anh em đeo trên tay chiếc này cũng rất là đẹp rồi đó, Size 40, chuẩn luôn anh em nhé Size này thì nói chung là form size tại cổ tay thị trường Việt Nam hoặc là thị trường châu Á chúng ta đeo trên tay thì rất là vừa em về được đó là một chiếc mặt trắng nhá chiếc này thì em chỉ về được có một chiếc thôi máy mới nên là nên có rất là im và mượt đó, anh em chú nào mà quan tâm mức giá thì em sẽ giao nuôi cho anh em chiếc này với mức giá là 9 triệu nhá 9 triệu cho một phiên bản hàng trưng bài à, anh em xem qua với phần mặt đáy thì nó vẫn còn nguyên siêu đây nó là hàng trưng bài chưa qua sử dụng và siêu thì ở dây thì anh em xem qua này những cái phần dây nó còn nguyên luôn chưa có tình trạng là tháo mắt hay là gì luôn anh em nhé khóa thì vẫn là khóa của seco thôi Mức giá 9 triệu thì anh em có một dòng uh, chuẩn cốc theo rất đẹp. Đó. Chiếc này thì nó dòng preset này thì hiện tại đến bây giờ thì Seiko người ta đã bổ sung đâu đó gần 100 mẫu rồi, rất là nhiều. Và nó là một cái 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 dòng cốc theo này nó là một cái dòng đặc trưng nhất của Seiko mà người ta có thể nói là trang bị với rất là nhiều option cũng như là một số những cái chức năng rất là đặc biệt và về cái phần mặt của nó thì nó luôn luôn cho người đeo một cái cảm giác khác biệt với những cái dòng preset uh, khác anh em nhé đặc biệt là cái dòng cốc thêu này thì nó có những cái đường vân chảy tia ở trên cái phần mặt nó rất là đẹp Đó. bộ góc vai thì được phủ bạc rất là nổi bật và nó nổi bật lên trên một cái nền dial màu trắng tạo nên được một cái sự sang trọng và độc đáo cho cái chiếc đồng hồ này thế anh em thấy cái kim dây này này Đó. cái cái phần kim dây của nó anh em xem qua nhé cái phần kim dây thì uh, nó được phủ một cái lớp màu màu xanh nó gọi là cái màu xanh này là xanh safari anh em nhé màu xanh ná đậm và mặt đeo thì được làm với một cái hiệu ứng 3D nổi bật rất là đẹp ở trên cái phần mặt đây, anh em xem qua đó, thiết kế thì rất là sắc bén nhé với những cái phần uh, kim cọc thì được thiết kế màu một cái màu trắng bạc phần mặt đeo thì nó được thiết kế theo cái đường vân 3D với những cái cái vân chảy tia tẽ ra từ cái tâm giống như là cái ánh nắng tỏa ra từ mặt trời mang theo cái khát vọng vươn ra ngoài thế giới của anh em đó ở uh, những con người đất nước mặt trời mọc rất là đẹp Chiếc này thì nó được trang bị thêm một bộ mặt kính Halleck, anh em nhé, mặt kính Halleck độc quyền của Seiko à, Với cái phần mặt kính này thì nó sẽ được trang bị một bộ mặt kính nổi Nên là về cái phần mặt dial của nó thì nó sẽ cho chúng ta được một cái chiều sâu khi mà trên tay Và anh em có thể thấy là chiếc này thì nó sẽ có một cái phần kim Power Reserve à, Đối với phần kim này thì nó sẽ có một cái phần kim uh, năng lượng chữ cót Ở góc hướng, uh, đây từ góc hướng 12 giờ cho tới góc hướng uh, 4 giờ như thế này Nó sẽ là kim Power Reserve, kim uh, báo cốt với thời lượng chữ cót của chiếc này nó nên tới là 42 giờ Anh em có thể thấy là cái phần kim này, phần đuôi kim nó sẽ có dư ra một chút Thì nó nhanh quanh đâu đó khoảng độ tầm 42 giờ Phần cót này thì nói chung là anh em nên tay thì Với cái phần kim sang báo cót này thì nó cũng là một cái phần khá là chuẩn này Và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta biết là đồng hồ còn bao nhiêu giờ chữ cót nữa Để chúng ta có thể nên cót tay hoặc là đeo thì chúng ta sẽ biết được là, là, là đồng hồ đã nên được bao nhiêu giờ cót rồi đối với dòng sản phẩm máy cơ như thế này thì anh em hạn chế là nên có tài nhiều nhé, nó sẽ gây ra một số những tình trạng như là à, mòn bánh răng và hỏng bánh răng cùng với đó là đứt cót, căng cót và đứt cót thì lúc đấy thì anh em sẽ phải tháo máy và và làm lại, nói chung là nó sẽ mất zin đi. đã tháo máy rồi thì chắc chắn là sẽ mất zin rồi. À, với mức giá 9 triệu thôi sẽ giao lưu cho anh em chiếc này. À, anh em chú nào mà có thiện trí mua hàng thì em sẽ giao lưu cho anh em một cái mức giá tốt hơn nhé. À, anh em liên hệ sớm để đặt hàng với chiếc này à, rất là đẹp với thiết kế kim này thì hình kim cương đó, thiết kế 12 bộ cọc số hình kim cương với những cái bộ cọc số ở góc hướng 12 giờ góc 3 giờ góc 6 giờ và góc 9 giờ ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế bộ cọc số to bản hơn một chút và sẽ có phủ một cái màu trắng bạc nó sẽ tăng cái mức độ bắt sáng và nhìn tổng thể thì nó sẽ mang lại một cái mức độ sang trọng cho người đeo cùng với đó thì chúng ta sẽ có một cái phần ôn địch ngày ở góc hướng 6 giờ với cái phần ôn địch này thì nó sẽ có những cái đường tròn đồng tâm ở trong cái phần mặt sắp đều này À, chúng ta rất là khó nhìn nhưng mà ở bên trong này thì nó sẽ có một số những cái đường tròn đồng tâm đấy đó nó xếp chồng lên nhau nó tạo cho chúng ta được cái hiệu ứng chuyển động ánh sáng à, dòng này thì nó sẽ là một cái dòng phiên bản em uh, mua về từ nhật với mức giá em giao lưu cho anh em 9 triệu đấy nó sẽ là make in japan cỗ mài là 4 r 57 à, rất đẹp phần viền bezel của trước này thì nó sẽ có thiết kế đánh bóng và phần càng cũng thế anh em nhé sẽ có đầy đủ chức năng nói chung là anh em đeo chiếc này thì không thiếu một cái option và chức năng gì nên có tài nên có tự động cũng như là dừng kim dây khi chỉnh giờ và bên góc hướng 3 giờ chúng ta sẽ có một cái phần núm chỉnh có logo chữ S của Seiko. Và Seiko thì trong tiếng Nhật thì nó là mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho anh em. Đó khi mà anh em đeo lên trên tay chiếc này thì nó như là một cái bùa hộ mệnh cho anh em ấy. Đó, mang lại nhiều tài lộc và may mắn. Tiếp theo là về cái phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái phần mặt đáy hở với cái phần bố vang của Seiko được thiết kế một cái tông màu vàng hồng rất là sang anh em nhé. Trước này thì về phần mặt đáy chúng ta sẽ có một số những cái thông tin của hãng như là cái phần chốt vang thì chúng ta sẽ có là Seiko Time Corporation. À, đối với cái những cái phiên bản hàng giả một chút đôi chút cho anh em có thể phân biệt qua đối với những phiên bản hàng giả ấy, thì uh, cái phần uh, Seiko Tham Crop đây này, cái phần chữ P ở dưới cuối thì nó sẽ được thay thế bằng chữ E anh em nhé. Đó, nó sẽ được thay thế bằng chữ E chứ không phải là chữ P đâu còn đối với những cái phiên bản hàng nhật nội địa chuẩn thì nó sẽ là chữ P à, dòng chữ C cô tham Corporation như thế này và phần à, bố vang thì chúng ta sẽ có là thông số của máy là 4 r 57 a với 29 29 chân kính đầy đủ hết cho anh em đó chống nước của chiếc này là 50m nhá thân thép không chỉ 316 chống mềm mòn chống suất răm, chống từ và chống oxy hóa rất là tốt à, số series number của máy Nogoseco Made in Japan đầy đủ hết cho anh em chống uh, từ chống sốc đầy đủ hết nói chung là anh em lên tay trước này thì nói chung là vừa chuẩn form dễ đeo đặc biệt là các bác các chú cổ tay nhỏ một chút chúng ta nên muốn lên tay trước này để uh, đeo đi dự hội dự tiệc hay là đi chơi đó, chúng ta cũng có thể đeo được đó, nó đơn giản nhưng mà nó vẫn sang à, tiếp theo là về cái phần dây của chiếc này thì nó được trang bị thêm một bộ dây thép đúc với hoàn thiện là ba dạng chỉ phai xước và hai dạng chỉ demi đánh bóng ở phần giữa dây cho chúng ta đó và khóa thì chúng ta sẽ có là khóa gập hai bên đó, khóa gập hai bên của Seiko như thế này rất là sang nói chung là dễ đeo nhá anh em chú nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này thì nên lại sớm để đặt hàng à, em chỉ có một chiếc duy nhất về được ở trên đây đó là hàng nhật nội địa đó, với 42 giờ chữ cốt bản là Seiko cốc mặt trắng đầy đủ nịch ngày kim giờ kim phút đầy đủ hết cho anh em đó, nên có tay nên có tự động cũng như là dừng kim ra khi chỉnh giờ đầy đủ hết những cái chức năng ngoài anh em chú nào mà quan tâm với mức giá 9 triệu sẽ sang nuôi cho anh em chiếc này với mức giá này thì sẽ bảo hộ à, bao gồm bảo hành 5 năm và hậu mãi cho anh em hết rồi nên là anh em cứ yên tâm nhé nhận hàng và kiểm tra đúng mẫu mã sản phẩm thì anh em mới cân thanh toán cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn